Tôi nghĩ cái này nếu mà trong cái danh sách mà có Hoàng Đức thì tôi nghĩ là chắc là câu lạc bộ cũng phải trả lời với cả đội tuyển cũng như là ông huấn luyện viên trưởng vì cái chấn thương của Đức. Tôi nghĩ là cái đấy cũng phải chữa trị để Hoàng Đức có thể quay trở lại. Tại vì cái vết chấn thương này của Hoàng Đức là cũng bị tương đối lâu rồi, thì cũng bị dai dẳng nên là quá trình vừa rồi thì Hoàng Đức thì cũng đã thi đấu cố gắng. Thế nhưng mà để được 100% thì rất là khó. Và càng ngày thì Hoàng Đức càng đau thì chúng tôi bây giờ cũng đang phải cố gắng chữa trị cho Hoàng Đức để cố gắng quay trở lại để phục vụ cho câu lạc bộ cũng như cho nếu mà được gọi lên đội tuyển quốc gia thì phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ là chắc chắn không thể được, tại vì Hoàng Đức chấn thương là cũng rất tương đối là nặng. Nói câu hỏi khác, cái chiến thắng hôm nay thì có phải là một bất ngờ của đội bóng không vì thành tích cũng thời gian vừa qua tốt lắm. Thực ra rõ ràng ngày hôm nay thì ban huấn luyện cũng phải cảm ơn cái tinh thần thi đấu của toàn đội. Qua cái quá trình 10 vòng đấu thì chúng ta nhìn thấy cái thành tích của đội thì cũng đang xếp thứ 11. Và cái điểm số thì so với những cái đội ở cuối bảng thì thực ra chỉ chênh có 2-3 điểm thôi. Thế nhưng mà hôm nay là một cái chiến thắng mà tôi nghĩ là đấy là một cái sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ vận động viên đã thể hiện ở trên sân. Thì tôi nghĩ là bất ngờ thì cũng có một phần thôi. Nhưng mà cái cách thể hiện của các vận động viên trên sân thì đã chứng tỏ là chiến thắng có thể đến bất cứ lúc nào nếu mà tất cả cùng đồng lòng cùng quyết tâm. Thì phải nói là đấy là một cái mà hiện tại giờ thì an toàn thì còn hiện tại giờ đó là một cái mà một thủ môn trẻ cũng đã mới nổi gần đây thì đó là cái đáng mừng cho bóng đá của Hải Phòng cũng như là đội tuyển. Nếu như mà an toàn mà muốn thể hiện tốt hơn nữa thì phải cố gắng hơn nữa. Tôi là huấn luyện thủ môn thì cái điều mà tôi phải làm an toàn đó là cái mà phải tập nhiều hơn nữa để hoàn thiện nó có nhiều cái hơn nữa cho an toàn để khi mà an toàn đứng vào trong một giải V-League hoặc là quốc tế thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nhiều thủ môn ở Hải Phòng cũng như ở đội tuyển qua tay chơi xuất cảnh đều có nhiều cái chuyển động tốt, đặc biệt là cái bí kíp trong tình huống này không thể chia sẻ. Đấy thì thật sự ra thì các em ấy, hiện tại giờ các em hoàn thiện được bản thân các em ấy, khi mà các em đứng ở câu lạc bộ cũng như trên đội tuyển ấy, thì cái đó là một cái mà các em phải khổ luyện. Bản thân tôi cũng như các em ấy, là có những cái buổi tập, những ví dụ như là đội mà họ nghỉ rồi nhưng mà tôi vẫn đưa các bạn đi tập, các bạn vẫn nhất trí tập để các bạn hoàn thiện các bạn ấy. Đó là một cái mà các bạn phấn đấu, tự các bạn sẽ phấn đấu ở điều đó mà tập, thật sự là tập cũng rất là tốt thì các bạn phát triển được như thế. Nay việc mà chân sút Jeremy bị thẻ đỏ, chân sút chủ lực cũng rất quan trọng để người chơi được không phải. Thực sự ra thì lúc mà chúng tôi bị dẫn 1-0 thì khi mà họ bị đuổi ra một người thì bản thân chúng tôi cũng rất là hy vọng khi mà có đủ người để đá. Nhưng mà đáng tiếc là khi một hành xử cũng không. Thực sự lúc đấy tôi nhìn tôi thấy nó có lình xình sao hay là không biết là trọng tài thổi cái thẻ đỏ đó là cái lỗi như thế nào. Đó, nhưng mà để qua bio lại xem thì mới rút kinh nghiệm với Jeremy được. Thì đúng là cậu ta mà khi mất thì khi mà mình thua rồi mà mình có hơn người rồi mà khi mà lại bằng người rồi mọi cái này khác thì đúng thực sự là anh em nó cũng mất tinh thần đi. Nhưng mà